năm 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 thìn là mua rồng được đấy. Đấy. Năm thìn này mua rồng lộn này là quá hợp luôn. Có minh tuệ rồi thì đúng rồi. Đấy. Phải có rồng hộ pháp nữa. Có rồng hộ pháp nữa. Mà lại còn rồng lộn nữa thì còn gì bằng. Rồng lộn đấy anh em. Rồng lộn. Cây rồng lộn của ông Cộng hòa Séc. Hôm trước đội Séc đá hay quá không ạ? Đấy, lộc vừng này, hoa từ gốc lên ngọn. Lục tiền nào của nấy. Công nào. Mặt này là mặt chơi sao chứ? Mặt kia. Kinh quả phúc đầy đặn đấy. Nhưng mà mời quý vị. Cái này khả năng hợp chậu đá anh Công. Nu này. Cái này bao tiền anh Công nhỉ? 20 củ. 20 củ. Này, lá nhỏ tí tí tí. Có ra có đậm đà. Có ra hàng. Có bớt. Có lộc lá, có lộc lá. Con dưới con trên ngang nhau. Ừ. Bằng tiền. Số lượng nó chỉ có vậy thôi. Một trực hoành với một làng ba vai. Đồng giá bằng tiền. Cây của anh Công. À, có hôm nay có gió mát rồi. Đấy, chợ cây Vạn Phúc quý vị nhé. Ở ngay đây là một tòa nhà mới mọc lên rất là cao, chuyên bán siêu xe. Còn bên này là bên banking. Anh em nào mà cần tài chính để mua cây thì vào đây. Còn bên kia là chỗ trốn, khách sạn, địa linh nhân kiệt. Hôm nay bán được mấy cây rồi anh? Đấy, có hàng gì đây? À, vừa mua được cái gì để túi đen đấy? Hàng cấm à? Hoa giấy. Đây đây xe đây ơi. Đây là quê là Lan Điền nhé. Có nghĩa là con xe xanh quê. Nó đẹp có cái Lan Điền. Đấy, bán đấy không? Chậu đấy. Là chậu đấy à? Chậu. Đấy. Con này chắc phải triệu đấy nhỉ? Mua lại. À, mua lại. Bán bao nhiêu không? 200. Ai da. Chơi luôn. Con đấy cắt ra phát thì ối rồi giật giật mình luôn đấy. Cái sung của anh Việt khá là hay. Đấy, có một quả ấm này. Gấc xanh. Cái thạch xương bồ này cũng già tuổi lắm rồi này. Thành đốt hết rồi đây này. Thơm lắm. Thơm vô cùng. Thơm vô cùng. Siêu hoa. Siêu hoa. Dã man nhỉ, như vùng mảnh. Như mảnh luôn. Cái bao tiền cây không? 2 triệu một cây thôi. 2 triệu cây. Về là được thưởng hoa luôn này. Uy tín luôn này. Quá kinh điển. Mùa hoa là vừng.
Rồng lộn đấy. Rồng lộn qua ghế. Con này nhiều tiền đúng không? 3 triệu rưỡi thôi. 3 triệu rưỡi. Rồng lộn. Rồng lộn. 5 năm 5 thìn là mua rồng được đấy. Đấy. Ừ, 5 thìn là mua rồng lộn này là quá hợp luôn. 5 thìn có Minh Tuệ rồi. Đúng rồi. Đưa phải rồng. Có phải có rồng hộ pháp nữa. Có rồng hộ pháp nữa. Ừ. Mà lại còn rồng lộn nữa thì còn gì rồng. Bằng. Rồng lộn đấy anh em. Rồng lộn. Cây rồng lộn của ông Cộng hòa Séc. Hôm trước đội Séc đá hay quá không ạ? Đấy, lộc vừng này, hoa từ gốc lên ngọn. Độc đáo. Toàn hàng lạ. Con nhỏ kia đẹp, con muội ngoài kia đẹp. Đấy, hoa lên tận ngọn luôn. Cứ quay cái xong là khách đến lấy mất ngay. Ôi đấy. Nhìn thế. Đẹp là mất ngay. Đấy. Đen nhỉ. Mùn đen, gỗ mùn đen đây. Lộc vừng. Nó là một cái cành từ cái cây có hoa chiết ra. Đó. Chúc ông đắt hàng nhá, cây đẹp quá. Sang nghệ nhân Trung Dâu thế nào. Hòn đá dị ghê đấy. Tự biên tự diễn. Tự báo giá. Đây là có cả sách tay luôn này, quay sách. Củ rưỡi. Đang định báo hai củ anh bảo củ rưỡi. 0985837909 anh em alo. Triệu hai cái đường anh em nhé. Rất thích hợp với chị em. Ôi này. Như cái ba to nhỉ. Hôm nay rồng nó sổ ra nhiều. Hôm nay thịt. Đấy. Đẹp đẹp đẹp. Dũng. Cứ đổ đồng củ một cây. Số 300 một cây. Thế à? Đang báo đổ đồng một củ một cây. Số 300 một cây. 300 một cây. Bán 1 triệu rồi bán cho ai? À 1 triệu rồi. Bán nó phải có giá rượu đen. Thế 1 triệu là tất. Phá giá thì chưa nha. Phá giá quá này. Mua tất thì 1 triệu. Đấy. Riêng cái cây này, cái chậu của nó đã có tiền rồi đây này. Chậu riêng cái chậu 350. Đấy, nhìn này. Chậu này còn liền với cả cụ luôn. Cây bác nào mua lẻ thì lấy 600 cả chậu. 600 cả chậu. Đấy. Đấy, 600 là cây đắt nhất rồi đấy. Nghe em ạ. Đẹp đấy. Giá thanh lý lại là giá. Giá đổ buôn. Bảo chú à. Ông này sắp thành tinh đến nơi. À. Nó trêu chú. Cháu nó thật, nếu mà cháu cỡ tuổi như chú thì mình à, tên à? Mình vâng, chỉ vâng. Bảo người ta một câu là thôi anh em mình có tuổi đấy em nói anh thế. Ừ. Ông này quái nó sắp thành tinh đến nơi. À đấy. Và cây đẹp quá hay nào mà. À thế ạ. Chú ấy có mấy bà phụ nữ bà ấy thích. Ông nhìn cao giáo đẹp trai này thì thích. Lấy cháu cái gì để cháu ăn. Anh ấy giả rẻ với quần đấy. Giá đồng nghiệp. Ok cả nhà. Đi sang với chị Liên tí. Sang quay cây đẹp của người đẹp nào. Đó. Hôm nay là hương thao thì hết hàng về rồi. Em đang ép cân. Vâng. Mình lười thể dục nhưng mà lại chịu khó ra nắng. Đấy. Đẹp quá. Đẹp. Long lanh à.
cây này chị Liên bán bao tiền đấy? 4,5 triệu. À, gỗ đấy, gỗ quý đấy. Gỗ này bây giờ là mua thị trường là nó chỉ có sản phẩm, không có, gần như hình như là anh em bảo là không có, không có hàng gỗ tươi nữa thì phải. Đấy, mun đen. Tre, cái tre thì bao nhiêu ạ? 8 triệu. Làm khéo ghê. Đẹp, điệu. Làm khéo ghê. Tre cũng uốn được nhờ. Việt quế. Việt quế. Đấy, hàng họa bức bê bản trà. Bản trà mày có tí hoa này thì tuyệt vời luôn này. Đấy, nó có hòn đá này, có lẽ là hơi nặng tí, vẫn bê được. Thế còn cây này chị ơi? 1,5 triệu. Uống trà mà có cái thi hoa nguyệt quế thì đẹp. Cây bé này nó không bị quá nhiều hoa ấy, thì ngửi nó dễ chịu, chứ nhiều hoa quá là cũng khó ngửi đấy, nó nhiều như hoa sữa. Đấy, có khách. Úi giời, tường vi này không những quái mà còn đang rất nhiều hoa luôn, lộc đỏ chót. Đỏ chứ. Lộc còn đỏ hơn cả hoa. Đây, hoa đây. Nụ. Rất nhiều nụ. Tuyệt vời. Đẹp đấy. Dâu tằm. Một cây bán rồi, bây giờ còn một cây ấy thôi. Hôm trước có hai cây giống nhau, cây kia đẹp hơn xíu, cái kia đẹp hơn thì bay rồi. Còn cây này cũng chơi rất là ok đấy. Cây dâu tằm mấy triệu một cây, 3 triệu một cây. Cái dâu tằm này nó có cái rễ của nó cũng rất là đỏ quý vị, rễ đỏ, thân cũng thân màu da thân đẹp, có quả. À, tuyệt vời. Ok, nguyệt quế trang sen. Xem. Đấy. Dưới. Một cây xanh. Cây của chị Liên quý vị nhé. Thì anh em nào cần số thì tôi gửi cho. Cũng có báo số mấy lần rồi. Mời quý vị nhé.